Ban đường nhất hạ. Tập 7. Các bạn thân mến, mình có việc cần tuyên bố. Lại sao nữa? Cậu và Giang Tá sắp đi trăng mật à? Đã nói với cậu rồi, mình và Giang Tá chỉ là giả thôi. Người mình nói tới là Nam Thần cơ. Nam Thần? Ai vậy? Ai? Có phải người ngoại quốc nào không? Đã nói với cậu rồi, người ta là người Trung Quốc chính gốc, chỉ là người nước ngoài du học thôi. Không phải đã nói hẹn giao lưu ký túc xá với Giang Tá sao? Chính là vì chuyện này, mình đang không biết nói với Giang Tá thế nào. Có gì đâu, cậu cứ nói thẳng đi. Cứ nói là bọn mình muốn giao lưu, nên bảo cậu đi nói. Đúng vậy, như vậy cũng chứng tỏ không phải cậu muốn dụ dỗ trai đẹp. Cậu muốn dụ dỗ trai đẹp đó. Giang Tá này, tôi đã nghe nói về thành tích của em ở trường, nhưng là một đàn anh. Những lời em nói lúc nãy có tư tưởng, có tầm nhìn. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ vọng của em đối với các đàn em. Cho nên tôi quyết định nghe theo ý kiến của em. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Vậy em ra ngoài trước. Được, em chào thầy. Đi thôi, đi thôi. Thế nào rồi? Lại đối đối. Em không đi học phụ đạo mà ngay người ra ở đây làm gì? Tuần này tôi bị sắp xếp đi xem mắt. Ai sắp xếp? Còn ai giờ đây nữa? Chính là mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi nói, nếu tôi có bạn trai rồi thì có thể không đi. Nhưng tôi lấy đâu ra bạn trai chứ? Sư phụ, có thể đối phó với chiêu trò xem mắt của mẹ tôi hay không? Phải nhờ vào anh đó. Mau nói gì đi. Ai nói em không có bạn trai? Tôi không phải bạn trai của em sao? Thành công rồi. Định vào ngày nào? Cuối tuần. Con nói xem, bình thường con ăn cũng không ít, sao chẳng tăng thêm được lạng thịt nào? Vậy chẳng tốt sao? Đỡ phải giảm cân. Được rồi, đừng dài dòng nữa. Mau lên, đừng để người ta phải đợi. Được, con biết rồi mẹ. Mẹ mau đi lấy túi đi, lát nữa con sẽ tới. Đừng lề mề đó. Dân dân. Sư phụ, anh tới chưa? Đổi đổi, con tới đây, tới đây. Lệ mẹ cái gì vậy? Được rồi, con đi đây. Mau lên, đi thôi. Tần Cầm, bạn học cũ, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Lan Phương à, đã 20 năm rồi. Cậu chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp như xưa. Cậu mới giống hệt như hồi đi học đó. Từ xa tôi đã nhận ra cậu rồi. Đây là đối đối hả? Đúng đúng, toàn là nhận gen tốt của cậu. Xinh đẹp quá. Cháu chào cô. Đường Thiêm nhà cậu đâu? Tới rồi đây. Chào cô, cháu là Đường Thiêm. Thằng bé này vẫn giống hệt hồi nhỏ. Cô cũng giống như hồi trước, vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế. Thật biết ăn nói. Đối đối, tới gặp Đường Thiêm đi. Hai đứa hồi nhỏ thân nhau lắm. Mẹ mà gọi con về nhà một cái là hai đứa liền ôm chặt lấy nhau không chịu buông luôn. Nếu còn không nhớ nhầm thì lần đó là cậu ta bị con đánh tả tơi, tấm chặt lấy tóc không chịu buông ra. Sao cậu ta lại cao như vậy nhỉ?
Bao nhiêu năm như vậy, hoa hồng diễm lệ, các cánh cao ngạo, duy chỉ có quà bích hợp thuần khí trang nghiêm đại diện cho hai chúng ta tâm đầu ý hợp. Đây là cái tên quái gì gì vậy? Sao chép mấy câu buồn nôn như vậy ở đâu ra? Rốt cuộc anh nhận được tin nhắn chưa vậy? Còn ngay ra đó làm gì? Đối đối, con xem Đường Thiêm nói hay biết bao. Đúng là có tài. Mau nhận qua đi. Con bé này bình thường nhanh nhẹn lắm cơ mà. Vậy sao lại không nói năng gì vậy? Cô à, tại cháu đừng đột quá. Cháu cầm thay cô ấy. Đúng rồi, chúng ta vào trong đã. Đúng đúng, đừng đứng đây nữa. Dạo ăn cơm thôi. Được, đi thôi. Có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Hai đứa trẻ dường như còn xa cách. Lát nữa sẽ ổn thôi. Tay em hơi khô, bôi chút kem dưỡng vào. Cháu chào dì. Các cháu đến sớm vậy? Lan Phương à, đây là cháu gái và cháu rể của tôi. Cậu không phiền chứ? Không phiền, không phiền. Đường Thiêm, chào hỏi đi. Chào chị họ, chào anh rể. Nịnh nót cái gì? Cậu thân mật như vậy, liên quan gì tới cậu chứ? Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống đi, cậu ngồi trước đi. Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ? Nào ngồi đây. Ngồi đi. Cậu xem, Tiểu Lạc kết hôn xong ngày càng đầm thắm hơn. Đầu như đối đối nhà tôi, cả ngày ầm ĩ, chẳng giống con gái lớn chút nào. Phục vụ đâu? Tới đây. Thực đơn. Đều là người nhà cả, gọi thoải mái đi. Thế này đi, đem tất cả 12 món nổi tiếng nhất của nhà hàng lên đây. Dân thư anh. Đúng rồi, cho ít dầu ít muối thôi. Vợ tôi ăn nhạt. Dân thư anh. Để con mở cửa. Uống nước đi. Đi đi, lật bàn đi. Chào mọi người, cháu là bạn đại học của đối đối. Đây là mẹ em, đây là bạn học của mẹ em. Đây là Đường Thiêm, chị họ, anh rể. Cháu chào cô. Cháu là người phụ đạo cho đối đối ở trường. Ngoài việc nâng cao thành tích cuối kỳ của em ấy, còn phải chăm sóc mọi vấn đề trong cuộc sống nữa. Nghe nói đối đối hôm nay đi xem mắt, cho nên cháu thấy nên tới đánh giá giúp đối đối. Không biết có tính là làm phiền không? Sao lại tính là làm phiền chứ? Cháu à, lại đây, ngồi bên này. Phục vụ, cho thêm chiếc ghế nữa. Đồ ăn quán này cũng được. Chuyện gì đây? Cướp dâu sao? Theo tình hình phát triển của cốt truyện thì chắc là vậy. Cô à, cháu cũng muốn theo đuổi đối đối. Nào, mọi người đồng đũa thôi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Mau ăn đi. Món này được đó, cảm ơn cô. Thêm miếng nữa. Cảm ơn cô. Ăn nhiều vào nhé. Con trai tôi thích sưu tầm rượu giang. Hôm nay nó đem một chai La Phi đến. Nói là để mẹ đối đối nếm thử. Đúng, phục vụ, mang rượu lên. Rượu của anh đây ạ. Cô à, La Phi là loại rượu nổi tiếng nhất và xa xỉ nhất trên thế giới. Nào, cháu rót cho cô. Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn. Tôi rất ít khi uống rượu giang. Cảm ơn. Nào. Mọi người nhất định phải nếm thử loại rượu này. Đây là chai cháu đã sưu tầm nhiều năm rồi. Anh cũng thích sưu tầm rượu à? Đương nhiên rồi. Vậy anh biết quá trình sản xuất của La Phi không? Đương nhiên rồi. Rượu La Phi này dùng nho Cabernet Sauvignon kết hợp với nho Merlot và nho Cabernet Franc ủ chung mà thành. Theo tôi biết, trong nhà máy rượu La Phi, ba cây nho mới sản xuất được một bình rượu giang khô. Sản lượng của cả nhà máy rượu chỉ có 20-30.000 thùng. Anh có biết lượng tiêu thụ của thị trường Trung Quốc là bao nhiêu không? 200-300.000 thùng.
gấp 10 lần sản lượng của nhà máy rượu La Phi. Thế chẳng phải đều là giả sao? Tình hình của La Phi tôi cũng từng nghe nói, sự thật đúng là như vậy. Có điều rượu chưa chắc là thật, nhưng cũng chưa chắc là giả. So với rượu giang bình thường thì vẫn hơn một bậc, chỉ là không giống mùi nho Cabernet Sauvignon. Tôi nếm thử, chắc là ủ từ nho đen. Thế này còn tốt hơn lật bàn gấp trăm lần. Sư phụ uy vũ, cháu có thể nhận ra được là làm từ loại nho gì không? Là thế này, ba cháu cũng thích sưu tầm rượu. Hồi nhỏ trong nhà toàn là rượu giang, mẹ cháu cũng biết tự uống rượu, cho nên đối với những loại nho này cháu cũng khá quen thuộc. Để cô nếm thử. Làm gì vậy? Mang thai không được uống rượu, không để mắt đến em là không được. Cái gì? Chị có thai rồi. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Mọi người gì đối đối, Đường Thiêm, Tiểu Lạc, Bành Khoát. Nào, chúng ta cạn một ly. Đúng, song hỷ lâm môn, đáng chúc mừng. Đối đối, em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Chúng ta cùng cạn một ly nào. Cạn ly. Cạn ly. Nào, nếm thử món này đi. Được, nào, mọi người cũng ăn đi. Nào, ăn đi. Sao vậy, không thoải mái hả? Ăn món này đi. Được, tới ngày đèn đỏ rồi. Em toàn quên mang theo. Việc gì anh cũng phải lo. Mau đi đi. Chiêu này của anh bá đạo quá. Hơi quá rồi. Con bé này còn ra thể thống gì nữa. Không tệ, không tệ. Chị đi với em nhé. Đi nào. Dì ơi, ăn đi. Nào nào, ăn đi. Tiểu tá, đừng khách sáo. Nào, mau vào đây. Ngồi tự nhiên đi. Cảm ơn cô. Tiểu tá, cháu cứ ngồi tự nhiên. Để cô đi pha trà cho cháu. Cảm ơn cô. Tiếp đón cẩn thận. Anh làm cũng hơi quá rồi. Sau này tôi biết kết thúc thế nào đây. Vậy thì có sao. Em xem mẹ em thích tôi như vậy. Chính vì như vậy nên mới không thể kết thúc được. Đến lúc đó tôi biết nói với mẹ tôi thế nào. Có phải sợ tôi đá em không? Cái gì mà sợ đá tôi chứ. Tôi là sợ đến lúc đó. Đối đối, tiểu tá, nào uống nước đi. Cảm ơn cô. Giang tá, không phải anh có việc bận sao? Nếu bận thì... Không vội. Buổi tối ở lại cùng nhau ăn bữa cơm. Cũng được ạ.
Ngồi đi, anh xem anh đi. Sao nói đùa một câu cũng không được vậy? Không phải chúng ta cần học sao? Mau bắt đầu đi. Sách vở của em hồi cấp 3 có còn không? Lấy ra đây xem nào. Còn, anh đợi một lát. Anh xem. Lưu Dữ còn tốt hơn cả La Phi. Quyển sách này của em có thể mang ra bán ở hiệu sách đó. Đây là cái gì? Đây hả? Đây là nam sinh cho tôi đi nhờ xe vào ngày mưa hồi cấp 3. Tôi kể với anh rồi đó. Xấu như vậy sao? Xấu sao? Không biết có phải do tôi vẽ xấu không? Chứ người ta đẹp trai lắm. Vậy sao? Đẹp trai thế nào? Quên rồi. Không biết có liên quan tới chứng hay quên mặt của tôi không nữa. Khi đó tôi chưa nhìn rõ. Ngày hôm sau, lúc muốn vẽ lại thì đã không nhớ rồi. Không thì... Không thì sao? Nếu không tôi nhất định tìm được anh ấy. Hạ gục một người tốt bụng nhưng hậu, dịu dàng lương thiện. Anh Tuấn nho nhã, phong lưu phóng khoáng như nấy. Vậy sao? Chết rồi. Quên mất anh ta không cho phép mình yêu đương. Nhưng giai đoạn này, tôi chỉ chú tâm vào học tập thôi. Em nên sớm ra tay với cậu ta. Nếu không thì cũng không có chuyện rắc rối như xem mắt ngày hôm nay. Bẫy mình sao? Không không, tôi chỉ thích học thôi. Chúng ta học đến đâu rồi? Bây giờ bắt đầu thôi. Em xem đoạn này trước đi. Chỗ này. Nội dung chúng ta biểu diễn lần này khá đặc sắc. Lúc đó hai chúng ta sẽ là nam nữ chính để biểu diễn. Tôi? Vai nữ chính? Nữ chính chắc chắn là em. Có phải vì vẻ đẹp của tôi không? Em nghĩ nhiều rồi. Vì lời thoại của nữ chính ít nhất chỉ nói một câu, dân, em đồng ý là xong. Cái này tôi làm được. Cho nên chắc chắn phải là em diễn. Chỉ một câu thoại như vậy, tôi còn có thể nói sai sao? Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta làm việc khác đi. Em muốn làm gì? Đi ngủ. Tôi đi rửa tay. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ vừa mua ít trái cây, đang định gọi hai đứa ra ăn. Sao con lại có cảm giác là mẹ đang nghe trộm vậy? Cái cậu bé này, sao lại nói mẹ mình như vậy chứ? Mẹ vừa mới tới nhà mà. Nhưng mà tiểu tá này, cho nói tiếng Anh hay thật đó. Lâu lắm rồi mới thấy phòng của nó có không khí học tập như vậy. Sau này thường xuyên tới dạy nó nhé. Nếu cô đã nói vậy, sau này cháu sẽ thường xuyên cùng đối đối về thăm cô. Nói lời phải giữ lời nhé. Để cô nấu món ngon cho cháu ăn. Thê thảm rồi. Sai lầm lần này càng nghiêm trọng.
Vậy cháu đi trước đây. Được. Đi thôi. Cháu đi đây. Tiểu tá, tuần sau lại đến nha. Mẹ vô đi. Còn bé này. Anh thật sự định tuần nào cũng tới à? Không phải do khó từ chối thịnh tình của mẹ em sao? Không được, anh mà làm vậy thì chúng ta thành cái gì chứ? Tôi không đi cũng được, nhưng em không sợ mẹ em biết được lại bắt em đi xịt mắt à? Còn lâu nhé, tôi sắp sửa đưa nam thần trong mưa của mình về rồi. Anh cười cái gì? Tôi đâu có cười. Rõ ràng là có cười, còn cười rất xấu xa nữa. Đâu có. Anh cười gì? Nói cho tôi biết, anh cười cái gì đi. Mình về rồi đây. Tới đỡ một tay nè. Tới đây. Nhìn đồ ăn ngon vậy. Đối đối, yêu cậu quá. Mình cũng yêu cậu nữa. Nhìn bộ dạng chỉ biết có đồ ăn của các cậu kìa. Uống nước đi. Chỉ có tiểu tiểu là tốt. Mình thích ăn cái này. Bạn gì ơi? Cảm ơn nhé. Bạn ơi, có thể giúp tôi một việc không? Sao vậy? Tôi đang tìm một quyển sách, nhưng tìm mãi không thấy. Đơn giản lắm. Anh đến chỗ máy tính bên kia, trực tiếp tìm tên sách, rồi tìm theo mã số là được. Bên nào? Bên kia. Bán thật rồi hả? Tôi ra tay đương nhiên phải thành công rồi. Lát tôi chuyển tiền cho cô. Theo thỏa thuận, tôi trừ đi phần hoa hồng. Được thôi. Đối phương có nhận xét gì về tranh của tôi không? Người mua tranh của cô là một ông chủ lớn. Đối phương nghe nói là tranh do nữ sinh viên vẽ, thì lập tức mua luôn. Hơn nữa, còn đặt trước một bức. Vậy đối phương không nhận xét gì về tranh của tôi sao? Chính xác lời của ông chủ đó là thời thượng, chất phác. Tiểu Mỹ, em không cần từ bỏ Giang Tá. Anh có thể giúp em theo đuổi Giang Tá. Lại đối đối, sợ tôi vẫn chưa đủ mất mặt, nên bảo anh tới sỉ nhục tôi sao? Giang Tá và lại đối đối là người yêu giả. Ý của anh là Giang Tá để lừa tôi, đã đóng giả làm người yêu lại đối đối, muốn tôi hoàn toàn bỏ cuộc, đúng không? Nếu đã như vậy rồi thì tôi còn thay đổi gì nữa? Việc gì phải làm khó anh ấy? Tiểu Mỹ, em không thể bỏ cuộc. Anh biết em không phải là người dễ bỏ cuộc. Anh biết cái gì chứ? Anh biết tôi thay đổi anh ta bao lâu không? Tôi biết anh ta không hề thích tôi. Tiểu Mỹ, em xem, em căn bản không hiểu đàn ông, càng không biết thế nào là tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu chính là thứ thay đổi trong chớp mắt. Có người dây trước còn đang đau khổ vì tình, dây sau đã yêu đương nồng cháy rồi. Em nghĩ xem, nếu em từ bỏ một tình yêu sắp sửa bắt đầu như vậy, em sẽ không hối hận sao?